Are you sure this is a good idea? Yoshi, tựa Defend là tựa game thủ thành có lối chơi lôi cuốn, vừa được ra mắt cộng đồng game thủ. Trò chơi là tựa game thủ thành kết hợp nhập vai hành động góc nhìn thứ 3 do Forsaken MIDI phát hành, hiện đang Early Access để game thủ trải nghiệm sớm. Đồ họa 3D của game, cùng tạo hình sống động sắc nét, và âm thanh nổi tạo hiệu ứng khói lửa cùng các loại côn trùng khiến game thủ cảm thấy choáng ngợp. Những chuyển động của quân địch cũng như nhân vật chính khá mượt mà không hề dẫn lắc dù cho có nhiều hiệu ứng trong game đôi lúc có phần hơi quá đà. Khi bắt đầu game, bạn được cung cấp một số lượng tiền nhất định, đơn vị tính trong game là Outfit. Với số lượng ít ỏi này, bạn chỉ có thể xây một hoặc tối đa hai trụ bắn để tiêu diệt quân địch đang tiến vào nhà chính của mình. Bạn sẽ vừa phải kết hợp lối chơi thủ thành quen thuộc vừa phải điều khiển chú kiến thợ là nhân vật chính di chuyển và bắn trả kẻ thù. Mỗi quân địch tiêu diệt được bạn sẽ thu được một số lượng Outfit nhất định, số Outfit này sẽ dùng để nâng cấp sức mạnh cho tháp phòng thủ như tăng sát thương cũng như tầm bắn. Ngoài ra bạn cũng có thể dùng Outfit để nâng cấp cho nhân vật chính đủ sức đương đầu với những kẻ thù mạnh mẽ nhất. Do số lượng tháp phòng thủ trên đường chỉ có hạn nên bạn cần phải cân nhắc để sắp xếp cho phù hợp giữa các loại tháp, từ giá thấp đến cao tránh trường hợp nhiều tháp canh giá thấp nhưng sát thương cùng tốc bắn quá thấp không thể diệt gọn quái trong một lượt. Nhìn chung đây là tựa game thủ thành có lối chơi độc đáo vừa được ra mắt. Theo thông tin từ nhà phát hành, trong thời gian tới các nội dung in-game sẽ được cập nhật trong thời gian tới để làm hài lòng cộng đồng game thủ. Nếu bạn là fan của dòng game Bakhi Yoshi và game thủ thành nói chung thì đây là lựa chọn phù hợp với bạn.